iOS 15 bị jailbreak. Có ai quan tâm không ạ? Nào. Có ai quan tâm không? Nào. Không đúng không? Chào mừng các bạn quay trở lại VLab. Jailbreak iPhone đi kèm với cả là root Android đã từng là những cái thủ thuật, những cái thao tác được rất nhiều anh em quan tâm. Ui, ngày xưa mình tìm hiểu mãi chỉ để root cái điện thoại của mình hay là để jailbreak cái con iPhone của thằng bạn mình để cài tweak vào cho nó vui, kiểu dùng những cái tính năng mới lạ ấy. Nhưng mà các bạn có nhận ra là trong khoảng vài năm gần đây càng ngày càng ít những cái thông tin hay là những cái trào lưu liên quan tới jailbreak iPhone hay không? Thì đây là một số những lý do mình có nhận ra trong quá trình mình sử dụng những cái mẫu iPhone như thế này hay là cả những mẫu điện thoại Android khác nữa. Nói ở một góc độ lớn hơn thì khi mà một trào lưu chết đi, chắc chắn là do cái trào lưu đấy không đáp ứng được những cái nhu cầu của những người tham gia nữa. Rõ ràng rồi, những cái điều thú vị, những cái sự hay ho mà jailbreak một chiếc iPhone mang lại cho người dùng ngày xưa ấy, nó không còn hiện hữu ở bây giờ nữa. Trước kia các bạn jailbreak iPhone để làm gì ạ? Để có một cái thanh thông báo dễ tùy chỉnh hơn, để có một cái phần control center bật tắt được những cái chế độ như là Wi-Fi, Bluetooth, để có thể thao tác với những cái chiếc điện thoại có Home, có nút Touch ID nhưng vẫn vuốt ngang ở dưới như kiểu là iPhone có cái thanh Home Bar như thế này, để có thể ghi âm cuộc gọi, quay màn hình hay là có những cái nút tắt để bật đèn flash, vân vân và vân vân. Thì các bạn thấy ngay đúng không? Tất cả những cái đó trừ cái việc ghi âm cuộc gọi ra thôi, thì cái chiếc iPhone 13 mini của mình hiện tại chạy iOS 15 chính thức nha, 15.5.5, hoàn toàn có thể làm được hết. Rõ ràng qua những bản cập nhật iOS thì Apple đã có những cái sự thay đổi, họ lắng nghe người tiêu dùng hơn, họ mang lại nhiều tính năng hơn, họ học tập Android nhiều hơn, nhưng phần nào đó cũng giết chết đi chính những cái ông chuyên làm jailbreak, chuyên làm tweak cho iOS. Đó, những cái sự thích thú, những cái nhu cầu không còn nữa, bởi vì được Apple cung cấp hết rồi, thì việc gì các bạn phải jailbreak để tìm tới những ứng dụng bên thứ ba. Cái thứ hai là bên cạnh việc nâng cấp những cái tính năng mới mẻ và học tập Android khá là nhiều, iOS 16 sắp tới còn có cả cái tùy chỉnh lại màn hình khóa các thứ ấy, cũng học các thứ thôi, hay là từ iOS 14 là làm những cái widget như thế này thì cũng học các thứ hết thôi. Nhưng cái quan trọng nhất là chính Apple cũng đang có những cái bước tiến cực kỳ cứng rắn để ép buộc các nhà phát triển ứng dụng bên thứ ba, hay là đặc biệt các cái chợ ứng dụng bên thứ ba nổi tiếng cho cộng đồng jailbreak như là CDA phải họ đưa ra những cái quy định rất là gắt gao về việc kiểm duyệt ứng dụng lên chợ ứng dụng App Store là một này, họ cấm cài đặt những cái ứng dụng từ bên thứ ba, từ những cái chợ bên thứ ba là hai này, họ càng ngày họ càng vá lỗi cả phần cứng nữa. Trước kia những cái đời từ iPhone 8, iPhone X trở xuống mà chạy chip A11 trở xuống ấy, chúng ta có một cái lỗi phần cứng là checkmate, khiến cho các bạn có thể jailbreak được bất kỳ một cái mẫu iPhone nào mà Apple không thể làm gì được cả, bởi vì đây là lỗi phần cứng chứ không phải là lỗi phần mềm. Apple lỡ bán cái thiết bị phần cứng đấy ra rồi thì họ có cập nhật iOS đến bằng trời, các bạn vẫn sẽ jailbreak được. Nhưng họ đã sửa hết lỗi từ cái con chip A12 đổ lên, và hiện tại những cái mẫu iPhone 13 như thế này nó rất khó là để jailbreak. Tất nhiên đi kèm với việc là khó jailbreak, khó tận hưởng những cái tính năng thú vị thì cũng mang lại một cái việc nữa là nó nâng cao cái độ bảo mật. Ngày xưa mình nhớ cứ jailbreak điện thoại là những cái app ngân hàng thì thôi, coi như toang, không cho các bạn sử dụng luôn, mặc dù là cài đặt được. Cũng bởi những cái tác dụng mà jailbreak mang lại nó vui vẻ, nó nhiều tính năng mới lạ hay ho, nó học tập Android nhiều hơn, nhưng bản chất của nó thật sự thì vẫn cứ là phá vỡ đi những lớp bảo mật vốn có của iOS, của các thiết bị chạy những hệ điều hành này, để các bạn có thể cài đặt những cái tweak mới vào, đúng không? Thì đi kèm với đó nó cũng sẽ mở ra những cái cửa để cho các hacker có thể xâm nhập vào dễ dàng hơn, cho nên nó cũng khiến cho những người dùng cơ bản phần nào đó nghi ngại với jailbreak và từ bỏ đi cái trào lưu này. Trước khi đi vào phần tiếp theo thì đấy, các bạn đã thấy những cái chiếc iPhone như thế này bây giờ nó đã có khá là nhiều những tính năng mới mà các bạn không cần phải jailbreak vẫn có thể tận hưởng. Và đặc biệt đây là tính năng được Apple cung cấp ở trên những cái bản iOS gốc của họ. Họ đã được kiểm duyệt, có rất nhiều bản beta, rất nhiều lỗi đã được loại bỏ đi rồi, cho nên nó hoạt động ổn định, an toàn và bảo mật hơn. Thì nếu các bạn hiện tại đang quan tâm tới những mẫu iPhone mới ở chính hãng, và đặc biệt là từ chip A12 trở lên mà khó bị jailbreak hơn nhá, thì có thể click ngay vào link ở dưới phần mô tả video để tham khảo tại Di Động Việt đã lấy ủy quyền chính hãng của Apple. Những cái mẫu như iPhone 13 mini này thì mình không khuyên các bạn nên mua bây giờ đâu, mình đã làm video về việc là pin của nó tụt như thế nào rồi. Nhưng mà iPhone 13 chỉ đắt hơn 13 mini khoảng vài trăm nghìn thôi, hay là iPhone 13 Pro Max VNA mới chính hãng bây giờ giá cũng chỉ khoảng 27 triệu đồng, một mức giá khá tốt ở thời điểm hiện tại. Cuối cùng, jailbreak đã chết, nhưng mà liệu rằng có một cái cơ hội nào cho nó hồi sinh hay không? Bởi vì rõ ràng là mình vẫn thấy đâu đó ngoài kia có những cộng đồng, có những anh em rất thích sử dụng những cái tính năng, hay là rất thích được tùy biến những chiếc iPhone của mình. Các bạn có biết cái điều luật của EU gần đây đã thông qua về việc là ép buộc các nhà sản xuất smartphone, trong đó có Apple, phải cho phép các ứng dụng bên thứ ba được phép cài đặt vào điện thoại của họ. Ngoài ra, những ứng dụng mặc định cài đặt sẵn ở trên máy ấy, họ phải cho phép người dùng được gỡ nó đi, chứ không phải là mãi mãi vĩnh viễn ở trên đây như kiểu là cái App Store này, giữ vào, xóa ứng dụng, chỉ có xóa khỏi màn hình chính thôi, không thể xóa ra khỏi cái máy này được.
Thì đó, mình thấy rằng đây chính là một cái đường sáng, gọi là một cái ánh sáng phía cuối con đường cho những chợ ứng dụng bên thứ ba, không chỉ là jailbreak đâu. Có thể trong tương lai jailbreak không còn là một trào lưu, hay là người dùng không bắt buộc là phải jailbreak, phải phá bỏ đến những lớp bảo mật trên iPhone của họ. Nhưng chúng ta sẽ đi tới những cái trào lưu tiếp theo, đó chính là với những điều luật càng ngày càng chống độc quyền như thế này, thì các bạn có thể dễ dàng tải những ứng dụng khác về hơn để tùy chỉnh những chiếc smartphone này theo ý của các bạn hơn. Nhưng để mà nói là thật sự có một cái trào lưu giống như kiểu là jailbreak quay lại thì nó rất là khó, bởi vì như các bạn đã thấy, cái lợi ích thì không còn nhiều, nhưng mà cái rủi ro liên quan tới bảo mật, liên quan tới quyền riêng tư, liên quan tới theo dõi các thứ nó rất là lớn. Thì ok, các bạn có suy nghĩ gì về chủ đề này thì có thể comment ở bên dưới nha. Cá nhân mình hiện tại thì mình chưa hẳn là hài lòng lắm với iPhone. Mình vẫn cần nó phải có ghi âm cuộc gọi cho những lúc cần thiết. Mình vẫn cần cái lịch sử cuộc gọi gần đây này nó phải dài hơn một tí. Thì mong rằng trong tương lai, khi mà những cái điều luật của EU này thật sự là có hiệu quả ấy, mình có thể uninstall luôn cái ứng dụng gọi điện này của iPhone để mình cài đặt ứng dụng gọi điện của bên thứ ba. Xong rồi mình có thể ghi âm cuộc gọi, mình có thể xem cái list mà cuộc gọi gần đây nó nhiều hơn. Đấy, mình chỉ mong chờ như vậy thôi. Còn tất cả những trải nghiệm khác thì mình nghĩ là hiện tại mình khá là hài lòng với cả iOS rồi.